Hello, xin chào anh em nhé. Dạo gần đây thì cũng có khá nhiều anh em trên mạng hỏi mình về cái vấn đề là có nên mua xe bán tải để chạy gia đình hay không, và ưu nhược điểm đối với xe bán tải là gì và đối tượng nào sẽ thích hợp. Thì nay làm video để chia sẻ với anh em về cái quan điểm của mình trong cái việc sử dụng xe bán tải làm xe gia đình. Việc có nên mua xe bán tải hay không thì trên thực tế nên cân nhắc vào một số ưu thế và hạn chế của cái dòng xe này nếu như bạn muốn chọn một chiếc xe bán tải làm xe gia đình. Ưu điểm của cái dòng xe này là cao, thích hợp với các loại địa hình xấu của Việt Nam, rồi là sử dụng máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt với khả năng chở người và chở hàng này. Chính vì thế mà cũng có nhiều anh em khi mà mua ô tô thì cũng hay hướng đến là việc mua một chiếc xe bán tải để phục vụ cho cái mục đích kinh doanh hoặc là làm xe gia đình. Cái ưu điểm đầu tiên của cái dòng xe bán tải là thuế thấp. Xe bán tải thì sẽ chịu cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 15%. Đối với những cái chiếc xe mà nhập từ trong các cái khu vực của ASEAN ấy, thì cái mức thuế này có khi còn thấp hơn nữa, chỉ khoảng tầm 5%. Tức là nó thấp hơn khá nhiều lần so với các cái dòng xe con khác. Thế nên là giá bán của những cái dòng xe bán tải này nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Rồi là phí đăng ký trước bạ cho cái dòng xe bán tải này cũng rẻ hơn so với các loại xe con khác, chỉ 2% so với 12% của các cái loại xe con thông thường. Một cái ưu điểm nữa là vận hành đa địa hình rồi bất chấp thời tiết, nhất là trong cái điều kiện khi mà trời Hà Nội mưa, những cái cung đường nó hay bị ngập thì cái việc sử dụng xe bán tải là rất tốt. Rồi động cơ của xe bán tải mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ, ít hỏng vặt và tiết kiệm được cái chi phí bảo dưỡng. Trang bị các tính năng hiện đại, thông minh cũng không kém gì các loại xe con. Rồi tiết kiệm được tiền mua nhiên liệu, do là đa số các xe bán tải thì chạy dầu diesel thì cái việc tiêu thụ dầu và cái giá của dầu nó cũng đôi phần nó mềm hơn là khi anh em chạy một chiếc xe xăng thông thường, và chở được nhiều hàng hóa này và an toàn hơn một chiếc sedan. Thì mặc dù sở hữu những cái ưu điểm như vậy, tuy nhiên khi cân nhắc là có nên mua xe bán tải hay không thì anh em cũng cần để ý đến một số những cái hạn chế của cái loại xe này như sau. Đầu tiên là cái xe bán tải ấy, nó có cái niên hạn sử dụng 25 năm. Thì không như các cái dòng xe thông thường ở Việt Nam, những cái dòng xe con, xe chở người, thì bán tải nó cũng thuộc là một loại xe tải. Thế nên là nó sẽ bị áp dụng cái niên hạn là 25 năm là hết vòng đời. Dù cho xe của anh em lúc đó có vẫn hoạt động tốt thì cũng không thể lưu thông được nữa. Rồi thùng nguyên bản không có nắp đậy. Thùng xe nguyên bản của cái xe bán tải là không có nắp. Chính vì thế rất bất tiện nếu anh em muốn chở đồ mà sợ bị mưa, nắng, hoặc phải cần đảm bảo an toàn cho đồ ở phía sau. Do vậy là các chủ xe thường phải lắp thêm một số các loại lắp thùng để che chắn. Nhưng cái việc này bây giờ thì đăng kiểm cũng khá khó khăn, thế nên là mình nghĩ anh em nên cân nhắc. Một cái vấn đề nữa là bên trong cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe bán tải, do là chiếc xe bán tải phải tối ưu cho cái không gian chở hàng phía sau, thế nên là hàng ghế thứ hai có cái thiết kế đứng và độ ngả về phía sau khá là hạn chế. Điều này có thể gây mỏi lưng và ngồi khá là khó chịu cho cái người ngồi đằng sau khi mà phải di chuyển trên một quãng đường dài. Thì giải pháp cho cái vấn đề này là anh em có thể độ một hàng ghế điện ở phía sau, giúp điều chỉnh cái độ ngả lưng ghế của ghế dễ dàng. Một cái bất cập nữa của xe bán tải là bất tiện khi mà di chuyển trong phố. Là cái xe bán tải có cái kích thước khá là lớn, chiều dài lên đến 5,4 mét. Do vậy là cái việc di chuyển linh hoạt trong phố là khá khó khăn. Hơn nữa chiều dài này cũng gây cản trở tầm nhìn phía sau, gây phiền toái khi mà anh em lùi xe bởi vì nó sẽ có nhiều điểm mù ở hai bên hông. Một nhược điểm nữa là cái phần động cơ. Phần động cơ có mùi khó chịu thì do là chiếc xe, đa phần những cái chiếc xe bán tải sử dụng là máy dầu diesel. Thì ngoài cái việc độ ồn, ngoài ra thì chiếc xe thì đều có những cái mùi rất là khó chịu. Mặc dù các cái hãng xe đã cố gắng cải thiện vấn đề này, nhưng mà tình trạng thì vẫn không được mấy khả quan cho lắm. Ngoài ra thì vì tính chất của cái dầu diesel để lại mùi khá lâu trong không khí, dẫn đến cái việc mà có thể ám vào nội thất của xe nữa. Một cái nhược điểm tiếp nữa là của xe bán tải sử dụng giảm sóc sau là sử dụng nhíp ná. Thì nhược điểm của cái dòng nhíp ná này là hấp thụ dao động nhỏ không được tốt cho lắm. Mà nếu anh em đi trong phố nhiều, không tải nặng, thì xe cho cảm giác cái dàn chân khá cứng, không được êm ái. Vậy nên từ những cái ưu nhược điểm của cái chiếc xe bán tải này mà tùy vào cái mục đích sử dụng ô tô của mình để anh em lựa chọn. Nếu nhu cầu của anh em là chở hàng cũng như là để chở phục vụ cho gia đình ấy, thì anh em có thể lựa chọn một chiếc xe bán tải khá là hợp lý.
Sau đó mình có thể nâng cấp độ ngả lưng ghế cho hàng phía sau để sử dụng tốt hơn khi anh em chở người. Tuy không thể so sánh bằng các loại xe SUV hay là các cái mẫu xe sedan, nhưng nó sẽ cho cái trải nghiệm ngồi hàng sau tốt hơn khá là nhiều so với lúc nguyên bản của xe. Còn nếu mục đích là chở gia đình là chính thì lời khuyên của mình dành cho anh em là anh em nên mua một chiếc sedan hoặc xe SUV cho thoải mái. Thì trên đây là cái quan điểm cá nhân của mình trong cái việc lựa chọn xe bán tải, là có nên mua bán tải để phục vụ gia đình hay không. Thì nếu anh em cảm thấy những cái ưu nhược điểm của bán tải có thể chấp nhận được và xe phục vụ tốt cho cái nhu cầu của mình thì cứ mạnh dạn lựa chọn. Hy vọng qua cái video này sẽ giúp anh em có nhiều những cái thông tin bổ ích. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một sub để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn anh em.